Chào các bạn, bây giờ là 17 giờ thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 5 tháng 11 năm Nhâm Dần, đang thời gian là cuối mùa đông. Thời gian này bắt đầu anh em mình đi khai thác phôi để bị chuyển bị trồng được rồi. Thì hôm nay trong nhóm của mình, anh em đi khai thác được một số phôi, thì anh em có nhu cầu giao lưu. Đây là phôi dưới nhé các bạn nhé. Thì vì là để giao lưu, để bán, nói thẳng là để bán, cho nên anh em chưa hề phá tạo gì cả. Củ bẹ khá to các bạn nhé. Mình đặt tên cây này là cây số 1. Nếu cây này bán riêng sẽ là 800.000 các bạn ạ. Các bạn có thể làm dáng rừng đa thân, hoặc là tùy, đây tùy tác giả nhé các bạn nhé. Bẹ gốc rất to. Phần mặt vừa rồi mình quay nó ít dễ, như bên này dễ khá nhiều, dễ tơ nhiều. Cây này với kỹ thuật dâm thì tốt thì anh em lo yên tâm, không sợ chết. Đấy, rất là bẹ gốc rất là đẹp nhé các bạn nhé. Dễ nhiều. Thân rất là nhiều dữ liệu để chúng ta có thể làm, tùy tác giả sáng tác. Cây này gọi cây số 1 nhé. Cây này là cây của anh Trần Quang Trung, hội trưởng hội câu lạc bộ hoa quả cảnh của Nhập Thành. Tí mình sẽ để dưới video. Mình đặt tên dưới video thôi. Video mình đã đặt tên là bán phôi mới khai thác năm 2022-2023 phần 1. Rồi. Cây này cây số 1 nhé. Anh Trung bê giúp xuống. Cây này 800.000 các bạn nhé. Có gì các bạn liên hệ với anh Trung, mình sẽ điền số điện thoại của anh ở dưới video. Còn nếu mình về mình cài vi tính, mình đăng vi tính, mình sẽ cài trực tiếp trên màn hình. Cây này cây số 2. Thì cây này nó có bẹ gốc rất là to, gọi là cây đa thân, gồm có mình nhìn loáng thoáng qua khoảng 5 thân, hoặc các bạn có thể là 3 thân hay bao nhiêu thân tùy. Đây gì cây dáng rừng. Cây khá cao. Cây vừa rồi là chiều cao khoảng 70 nhỉ? 70, đường kính khoảng độ 35. Đường kính 35, đường kính ở gốc ở dưới hóp ấy, mà chúng ta mà trồng ở trên miệng để trên gọi là 50. Miệng trên miệng thì có 50 các bạn ạ. Còn cây này là đường kính ở dưới nó hơn 20. Phải hơn 20. Có thể cắt đây. Được rồi, có thể cắt theo dáng rừng, theo dạng giật bạc một lượt lên. Hình tháp. Cả hai cây này đều có đất các bạn nhá, đều có đất, cây này có đất còn nhiều hơn cây số 1, là cây số 2. Cây này thì làm bao nhiêu tiền nhỉ? Còn 4 cây kia 500. À, thế còn 4 cây các bạn nhá, đây là cây số 2. Nhưng mà mình bán gộp để anh em dễ giao hàng. Cây này cây thường mực. Cây này cây thường mực. Cây thường mực này có thể để làm song siêu, rất là đẹp. Hoặc như mình thích chơi cây quái, chúng ta có thể lật nghiêng xuống làm cây dáng huyền cũng được. Song siêu, chúng ta thích quái thích kỳ thì chúng ta để dáng huyền. Như đầu tiên cho mình nghĩ thì cứ trồng như này đã. Cây thường mực các bạn nhé. Thường mực thì ghép mai, mai chiếu thủy. Cái này ghép mai mà mai lá nhỏ là hoa rất đẹp, hoa ra quanh năm. Đây có 4 cây này. Có 4 cây. Cây thứ hai, cây số 3 là cây thường mực các bạn nhé. Cây thứ ba là cây hôi mang tất cả. Như mình, nếu như người mình chơi thì mình sẽ làm cây dáng huyền. Cây này cũng chỉ cây bình thường thôi. Và cây thứ tư, để cắt côn xuống đây, để cắt côn xuống đây. Rồi cây mini này, xoay xoay bốn phương hướng xuống bốn quanh. Cây mini rồi, cây thứ à. Và cây thứ tư nhờ, và cây thứ năm đều là dưới hết nhé. Đều dưới thì duy nhất cây số 3 là cây nhỏ một chút. Được rồi, cây số 3 là cây thường mực thôi, còn tất cả là dưới. Tổng là bao nhiêu cây tất cả nhờ? Cây. Tất cả 5 cây các bạn nhé. Nếu như là các bạn anh em mà giao lưu riêng, mua riêng thì mua cây thứ nhất là 800, cây thứ hai là và tổng lại còn lại là tất cả 4 cây còn lại là 500. Còn nếu tổng là 1.3 triệu, còn nếu anh em nào mà lấy hết để mình anh em mình chuyển ship chuyển chuyến thì lấy đúng 1 triệu các bạn ạ. Thì theo mình nghĩ các bạn lấy được, như mình nếu mình là các bạn mình xuôi mình mà sẵn phôi nó ít thì rất rẻ. Củ này rất già nhé các bạn nhé. Bởi vì thực tế bây giờ phôi càng ngày càng hiếm rồi. Mình trực tiếp người khai thác phôi thì có nhiều khi đi hàng tháng trời chẳng có cây nào đâu. Nhưng anh em thì thật ra cũng nhiều, mà thật ra tiền anh em cũng cần. Cho nên anh em nào ai có nhu cầu giao lưu thì sẽ liên lạc với anh Trung nhé. Mình chỉ là đang giúp anh Trung qua kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Mình về mình đăng ngay đây.